Hello, em Thanh Hằng Dream, xin chào quý cô bác và các anh chị. Thì hôm nay nhà em còn một con xe Vision rất là đẹp luôn. Em xin mời quý cô bác vào kênh của em để xem xe, mua xe nha. À, dạ rồi đây, con xe Vision này á, là xe rất là đẹp luôn. Và xe này là xe đời 2016, xe zin luôn nha quý cô bác và anh chị ơi. Zin rất là đẹp luôn. À, màu sơn này cũng đẹp nữa nè, em quay cận cảnh cho quý cô bác xem xe nè. Đó, đó xe rất là đẹp luôn nha. À, xe này thích hợp cho chị em phụ nữ rồi cho cả gia đình mình luôn á, ai cũng hợp hết nha. Đây đó, còn mới dữ lắm luôn, xe còn đẹp và zin mới, đi êm ái nhẹ nhàng đó, máy đồ đi êm ái lắm nha quý cô bác và các anh chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Đó, đời này đời 2016 mà xe này có một đời chủ thôi. Đó. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là thích hợp cho các chị em chúng mình và gia đình mình luôn á. Đó, nắng bóng luôn. Xe đẹp lắm quý cô bác và anh chị ơi, vào kênh của em xem xe rồi mua xe ủng hộ em nha. Đây. Xe mới đi thì có 27.000 cây thôi. Đó. À, em báo giá cho nhà mình nó là 20 triệu 300 thôi nha. Xe này là xe em xả cho nó hết xe á. Cho nó hết á. Tại vì còn một chiếc em xả là xả vốn luôn á, không có lời lọc gì luôn á nha. À, quý cô bác vào kênh của em á thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha quý cô bác và anh chị ơi. Anh thích xe này á, chốt thì điện thoại inbox cho em nha. Xe rất là đẹp luôn, zin chính chủ. Đó, qua một đời chủ thôi. Đó, em cảm ơn cả nhà mà rất là nhiều luôn. Đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh của em. Dạ, bye bye.